Tùy duyên cô ạ, à. Nhưng mà tùy duyên thôi cô ơi. Phải hỏi lại bên Đại Nam, tụi con không biết con chào cô. Đi cùng mình hả con? Đi mình à. Con đi đúng mấy giờ con? Đi 6 giờ gửi ngày qua đó. À 6 giờ là chiều hôm qua là sáng rồi. Tới hồi tối. À. Là qua nay con chưa gặp được cô Hằng. Chưa gặp được. Dạ. Cứng không gặp là không về đấy hả cô? Nãy ở đây đi chủ nhật là cô sẽ gặp một cô Hằng. Để thấy đây ở lại đây. Dạ. Có ở được. Ở được thì 18 giờ chủ nhật cô. À. Cô ở đâu? Ở Cà Mau. Ôi, cô từ Cà Mau. Cà Mau. Ở Đại Nam có phòng khách sạn cô sắp xếp ở lại 2 ngày. Ừ, để coi có sắp xếp ở lại được không? Ở cô gặp được cô Hằng chắc vui lắm mà cô. Ừ, gặp được vui. Dạ. Hôm nay là cô đi với ai cô? Cô đi mình lên à? Dạ. Dạ. Không có người gia đình anh chị em. Tại vì nhà cô không có người. Cô nếu mà cô gặp cô Hằng muốn nói gì điều gì với cô Hằng cô? Cô gặp cô Hằng để thấy cô Hằng cũng mới vừa ra tụ đó. Thấy cô như gặp về để cũng trao đổi với cô Hằng một số việc. Đầu tiên là mình chúc sức khỏe cho cô Hằng cô. Chúc cô Hằng về nhà để mà gặp xung họp với gia đình. Dạ. Tạo điều kiện cho Đại Nam có nhiều cái trò chơi mới. Dạ. Cô có muốn nhắn gì với cô Hằng không? Tới tham quan cho đông đông chút. Dạ. Cô muốn nhắn lại gì với cô Hằng không cô? Thì cô cũng muốn để cần gặp cô Hằng để trao đổi cô, để trao đổi với cô Hằng một công việc riêng. À, có công việc riêng nữa hả? Cô có thể bật mí được không cô? Công việc riêng gì cô bật mí chứ. Thì thôi nó vậy thôi, để khi nào mà gặp cô Hằng rồi. Mà nào giờ là cô có gặp cô Hằng ở ngoài lần nào chưa cô? Chưa. À. Chỉ là thấy lên Facebook rồi đó. Gặp thôi chứ còn ngoài đời chưa gặp lần nào. Nhiều lúc tụi con quay nhân viên cô Hằng xem cũng có nói lại với cô Hằng đó, cô có bật mí đi làm sao đó. Dạ. Thì lúc mà bật mí cũng được. Ta sẽ nhắn nhủ lại cho cô Hằng. Nhân viên của cô Hằng đó. Cô cứ nói trên video đi rồi là sẽ có cô Hằng mà coi được cái video này là cô Hằng cũng muốn gặp để cô cũng có mà công việc để cũng hơi bức xúc nhà muốn để cô nhờ cô Hằng để giúp cô để tạo điều kiện cho tới cấp lãnh đạo trên nha cấp trên đó à, vậy thôi chứ không bị gì bức xúc rồi vậy ở dưới này thì mình ở các tỉnh Cà Mau thì nó ép mình quá cho nên mình cũng bức xúc. Nhờ cô Hằng lên tiếng giùm để có đến tay lãnh đạo là cấp trung ương. Cô chỉ gặp chị Thơ với lại gặp cô Hằng. Nghe nói cô Hằng thì ở ngoài đời thì nhìn thấy thì cũng đẹp dễ thương. À. Giúp cho dân cũng nhiều cái hoàn cảnh mà khó khăn rồi đó. Dạ. À, thấy cũng thấy thương lắm. Dạ. Cô thì chia sẻ tiếp không cô? Cô phải cô ở lại đây đi, cô muốn khách sạn lại đâu đi cô. Để cô tính lại coi có ở là được không? Nếu được thì bữa chủ nhật gặp. Dạ. Còn nếu không được thì cũng qua chủ nhật rồi về công việc nhà rồi cô cũng phải đi lên. Dạ. Lên đây gặp cô con. Là nghe thông báo là như là 29 chủ nhật với ngày 4 ngày chủ nhật. Ngày 10, 13. Đúng không? Dạ. Nhưng là 4 ngày chủ nhật liên tiếp hết 4 ngày chủ nhật. Dạ. Cô con cũng thắc mắc cái chuyện này. Cô Hằng á thì cũng là một người dân nhân có làm công việc riêng thôi chứ đâu phải là bên cấp nhà nước đâu mà cô nhờ cô Hằng lên tiếng. Thì cũng như là cái fan cô Hằng thì cũng như là có cái mạnh mẽ hơn vậy đó để lan rộng duyên
truyền đạt nhiều hơn, là cũng có tiếng nói hơn, cho nên là cô muốn để nhờ vậy đó. Để nhờ để có tiếng nói của cộng đồng nữa. Đúng rồi, cho cộng đồng mạnh mẽ hơn. Khi mình đăng lên thì nó cũng không có chia sẻ bằng như vậy thôi chứ không phải gì. Thế là trước khi cô làm cái công việc này thì cô cũng đã đi nhờ các cấp ở dưới tỉnh Cà Mau chưa? Xong hết rồi, nhưng mà ở dưới thì cũng cũng trả lời là cô không có đồng ý. Nên bây giờ cô cũng đang có cái đơn gửi về ở trung ương rồi. Là cái đó là việc riêng của mình đó hả cô? Cái việc riêng của cô. Nên bây giờ là bữa nay là cô lên đây để tìm cô Hằng. Để tìm cô Hằng để cô giúp giùm. Giúp. Cô Hằng thì không phải là giúp, là giúp cũng như là mình là để cô Hằng tạo điều kiện để có cái fan cô Hằng để chia sẻ, cộng đồng chia sẻ mạnh hơn vậy đó. Tới cấp lãnh đạo trung ương để chẳng cho biết. Biết để mình có bức xúc ở dưới người dân ở Cà Mau mà bức xúc như vậy đó. Cô là tên cô ở tỉnh Cà Mau. Cô tên là Hà Thị Thu. Ở ấp Tân An B, xã Tạ Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Cái việc này thì là cô giải quyết lâu chưa mà nó chưa xong? Lâu rồi, có mười mấy năm nay rồi. Được mấy năm nữa cô? Mấy năm mà chưa xong. Nhưng mà cô tốn tiền cũng rất nhiều, nhưng mà mình chưa có lấy lại được gì hết trơn á. Chắc nghe cô nói chắc cũng là vụ đất đai. Cái vụ này vụ Bến Hòa. Không phải vụ đất đai. Cũng như là mấy ông sở giao thông mà cấp phép mình rồi đó. Rồi cái cấp phép xong rồi, rồi mấy ông lấy lại. Mấy ông lấy lại cấp cho ủy ban xã. Cho nên bây giờ mình không có bến, mình mất bến. Mà trong khi đó tiền đó mình đổ là mặt tỷ rồi. Mình chưa lấy lại được thì mấy ông lấy cấp cho người khác. Đó là ủy ban xã mà. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì cô không có tiền để bắt bánh thà rồi, mình không có thu nhập được đó. Tiền của mình mất ra quá nhiều. Nợ nần này nọ vậy đó. Nhờ để cô để giúp thôi, chứ không phải là nếu mình để giúp tiền giúp của gì, giúp cái lời nói của cô thì nó quan trọng. Để nhờ cô Hằng để giúp, để đăng lên để cộng đồng để chia sẻ cái mê fan của Hằng thì mạnh hơn, chia sẻ để cho cộng đồng biết, để tới tay lãnh đạo cấp trên, cấp trung ương á. Còn cấp tỉnh ở dưới này thì bây giờ cũng giải quyết xong hết rồi, nên cô cũng bức xúc lắm. Cô có một niềm tin nào đặt là bữa nay là lên tìm thì cũng không có niềm tin cho nên cô mới lên tới đây đó. Chắc cô cũng có xem những cái đoạn livestream trước kia của cô Hằng nói về những cái người mà về cái vấn đề từ thiện á. Có theo dõi cái mấy cái là chim của Hằng đi mà từ ngày mà về tới vậy đó, khi mà ở trong trại giam á, về tới nay là hồi trước đây thì cũng có, nhưng mà thời gian lúc này thì cô đã xem nhiều hơn, cũng từ thiện cho ở cái tỉnh Bảo Lộc với 5 tỷ đó mà. Cô nghĩ cô Hằng là người như thế nào cô? Thì theo cô nghĩ của Hằng thì cũng người là người tốt. Giúp cho dân thì nhiều, cũng như là từ thiện rồi những người nghèo rồi cầu kỳ rồi mổ vô mà mổ tim rồi đó. Cũng có coi mấy cái biết hết rồi. Cô Hằng cũng tốt. Cô mới lên đây là sáng giờ. Cô mới lên đây hồi dắt giờ tối á. Đi 6 giờ sáng mà 4 giờ tối á. Rồi cô 4 ở đâu? Giờ sáng này mới tới nè. Cô lên đây cũng có nhà ở ngoài trên này, có đứa cháu ở trên này nè. Rồi cô vô đây là hồi lúc rồi tạnh mưa hay là nãy còn mưa? Đang mưa, mình mấy ướt nhẹp hết trơn, vô đây hồi khô luôn. Vậy là mình đi tham quan đâu được chưa cô? Có, đi giờ nãy giờ đi không gặp cô Hằng rồi, cũng đi tham quan vòng hết rồi. Mới lại đây nè. Đang ở nhà ở Sài Gòn. Hả? Nhà ở Sài Gòn, nhưng chưa có tin lời. Nhà ở Sài Gòn, nhưng mà không biết sao mình đi gặp được. Không, có tại vì cô Hằng đã lên lịch
có thời gian gặp là cô Hằng sẽ không có xuất hiện. Nói chưa biết đâu là hữu duyên anh. Có duyên là sẽ gặp cũng giái. Dạ. Gì đó, có duyên là sẽ gặp đó. Có duyên gặp nhưng mà gặp chắc chắn là sẽ là ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật 18 giờ là sẽ gặp cô Hằng. Nếu mà chủ nhật á thì ngày đó cô cũng biết rồi đó, nhưng mà cô thấy chắc là đông lắm, nghĩ đông lắm cho nên dạ. Mình không có trao đổi được nhiều. Dạ. Cho nên là muốn gặp riêng gì vậy đó. Mà không biết có gặp được không. Bây giờ cô cũng đã chia sẻ trên những cái kênh YouTube gần đây rồi thì chắc chắn cũng sẽ tới tay của mình. Mong cũng mong là xã hội YouTube thì cũng rất là lan rộng nhanh lắm. Rồi thôi con cảm ơn cô ha. Rồi dạ. Chào chúc cô về sức khỏe. Cảm ơn cô cũng gặp được cô Hằng, biết được công việc. Cũng chúc cô sớm gặp cô Hằng và nói những cái điều mà mong cô Hằng giúp cho cô ha. Rồi dạ. Dạ. Rồi con chào cô. Rồi tới đây thì Hiện Tiên cũng xin khép lại cái video này và chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi trưa hoặc là nhiều sức khỏe, và Hiện Tiên sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo.